Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin hoạt động tình báo vì mục đích lợi nhuận ở Trung Quốc. Ngày 23 tháng 2, BBC tiếng Việt loan tin chính quyền tại Trung Quốc chi tiền để đột nhập website Cảnh sát giao thông Việt Nam. Theo đó, một tổ chức chính quyền vùng Tây Nam Trung Quốc được cho là đã trả chi tiền để đột nhập website của Cảnh sát giao thông Việt Nam. BBC dẫn thông tin từ một tài liệu rò rỉ cho biết một công ty an ninh mạng Trung Quốc tuyên bố họ có năng lực tấn công mạng vào Bộ Ngoại giao Anh. Các cơ quan chính phủ, tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức từ thiện của Vương quốc Anh cũng xuất hiện trong dữ liệu bị rò rỉ. BBC cho hay các tài liệu khác cho thấy dấu vết các vụ tấn công mạng thành công vào cơ quan công quyền và doanh nghiệp trên khắp châu Á và châu Âu, nhưng vẫn chưa rõ liệu đã gây ra tổng hại nào hay chưa, vẫn chưa xác định được danh tính của bên rò rỉ thông tin. BBC dẫn đại sứ quán Trung Quốc ở Anh cho biết, họ không biết gì về vụ rò rỉ và nói rằng Trung Quốc kiên quyết phản đối và chống lại mọi hình thức tấn công mạng. Và đây là hình bài trên BBC. Nhưng BBC dẫn tin từ một hãng tin quốc tế, theo đó, cảnh sát Trung Quốc và ISON được cho là đang điều tra việc kết xuất cơ sở dữ liệu. BBC giải thích, ISON là một trong nhiều công ty tư nhân cung cấp dịch vụ an ninh mạng cho quân đội, cảnh sát và các cơ quan an ninh của Trung Quốc. Công ty này có chưa đến 25 nhân viên tại trụ sở chính được đặt ở Thượng Hải. Tổng cộng 577 tài liệu và nhật ký trò chuyện đã bị rò rỉ trên GitHub, một nền tảng trực tuyến dành cho nhà phát triển vào ngày 16 tháng 2. BBC dẫn ý kiến của ba nhà nghiên cứu bảo mật nói rằng vụ rò rỉ này có vẻ là chuyện thật. BBC cho biết các tập tin tiết lộ công việc của iPhone trong 8 năm gồm các hoạt động, trích xuất dữ liệu và chiếm quyền truy cập vào các hệ thống ở Anh, Pháp và một số nơi ở châu Á, bao gồm Đài Loan, Pakistan, Malaysia và Singapore. Trong một vụ việc, một tổ chức chính quyền ở miền Tây Nam Trung Quốc đã trả khoảng 15.000 đô la, gần 370 triệu đồng, để đột nhập vào website của Cảnh sát Giao thông Việt Nam. Trong một vụ khác, cũng theo BBC cho hay, phần mềm chạy chiến dịch đưa thông tin sai lệch trên X, trước đây là Twitter, được trao giá 100.000 đô la và đây là hình tổ chức Isun Trung Quốc. BBC liệt kê một số nội dung bị rò rỉ trong đó có sự trao đổi giữa xếp lục và một người dùng ẩn danh khác. Họ trao đổi về một danh sách các mục tiêu của vương quốc anh tới Isun bao gồm bộ tài chính, viện quốc tế hoàng gia và tổ chức ân xá quốc tế. Đồng thời đôi bên thảo luận về việc khách hàng trả trước cho những thông tin không cụ thể về mục tiêu. Các nhật ký trò chuyện cũng cho thấy nhân viên của Isun đã thảo luận về các hợp đồng liên quan đến Jens Stoltenberg, tổng thư ký NATO. BBC dẫn lời ông John Hoswitz, người đứng đầu bộ phận phân tích của Manton Intelligence, một tổ chức chuyên về phân tích gián điệp mạng, cho biết các vụ rò rỉ có thể tạo ra cơ hội hiếm hoi để có một cái nhìn cận cảnh vào hoạt động tình báo vì mục đích lợi nhuận mang tính nguy hiểm cao. Ông cho biết, dữ liệu cho thấy các nhà thầu phục vụ không chỉ một cơ quan mà nhiều cơ quan cùng một lúc. BBC dẫn ý kiến các chuyên gia cho rằng có thể có nhiều động cơ đằng sau vụ rò rỉ dữ liệu. Đó có thể là do một cựu nhân viên bất mãn, do một cơ quan tình báo nước ngoài, hoặc một vụ rò rỉ ác ý của đối thủ cạnh tranh nhằm làm giảm uy tín của ISOL. Các chiến dịch gián điệp mạng của Trung Quốc đã được biết đến rộng rãi, nhưng vụ rò rỉ này hé lộ cách thức bất thường mà khu vực tư nhân nhúng tay vào các chiến dịch đó. BBC dẫn quan điểm của ông Dakota Carey, một thành viên tại Trung tâm Trung Quốc toàn cầu, thuộc hội đồng Đại Tây Dương cho biết, khó có khả năng kết quả điều tra của chính quyền Trung Quốc sẽ được công khai. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Hoạt động tình báo vì mục đích lợi nhuận ở Trung Quốc. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cầu Khớt sẽ bị tấn công như thế nào? Ngày 25 tháng 2, báo tiếng dân có bài Chiến tranh xâm lược Nga-Ukraine, cầu Khớt sẽ bị đánh một lần nữa như thế nào? Tác giả đề cập đến một cây cầu từng tiêu tốn của không quân Hoa Kỳ khá khá máy bay trong chiến tranh Việt Nam, đó là cầu Hàm Rồng ở Thanh Hóa. Từ năm 1965 đến năm 1972, cây cầu này là mục tiêu của nhiều cuộc tấn công với hàng trăm quả tên lửa nhưng không thành công của máy bay hải quân và cả không lực Hoa Kỳ. Và đây là hình bài trên báo Tiếng Dân. Theo tác giả nhắc lại câu chuyện này để hình dung rằng rất khó tấn công một cây cầu, nhất là khi nó ở giữa biển chỉ mảnh như sợi chỉ và kết cấu của nó đủ vững chắc để chống đỡ các cú tấn công của tên lửa. Đã nhiều lần, những đầu óc lãng mạn trong số những người ủng hộ Ukraine tưởng tượng ra nếu có tên lửa Taurus với tầm bắn 500 km thì cầu Kursk ngỡm là cái chắc. Nhưng nếu nhìn lại câu chuyện HIMARS tức pháo phản lực động cơ cao, được dùng để bắn vào cầu Nova Kakovka, hội phong tỏa thành phố Kherson. Đầu đạn của nó là 90kg và chỉ đủ dùi được cái lỗ trên mặt cầu. Tác giả cho biết các loại tên lửa khác với khối lượng vài trăm kg cũng không đủ hoặc phải bắn nhiều quả vào những chỗ gần nhau trên cầu thì mới có kết quả. Hiệu quả sẽ cao hơn nếu sử dụng máy bay chiến đấu ném bom tấn công trực diện loại lớn với đầu đạn nặng 2.000 pound, và Ukraine đã có loại bom này. Khi F-16 xuất hiện, thì nó đem lại khả năng làm chủ bầu trời của không quân Ukraine. Và đây là hình cầu hàm rồng thanh hóa. Tác giả nhận xét, bom tấn công trực diện cũng chỉ bay gần gần như bom lượng của Nga, vì vậy muốn vào gần để ném bom cây cầu, chỉ có thể khi tất cả những hệ thống phòng không bảo vệ nó và các phi đội máy bay chiến đấu bị đánh què gần hết. Trước đây, tác giả từng viết về nhu cầu chống bom lượng Nga là cực kỳ cấp thiết và tưởng tượng ra một kế hoạch thọc sâu bằng biệt kích vào tận căn cứ của không quân Nga. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng thôi. Người Ukraine thực tế hơn nhiều. Họ đã bắn rơi thêm một chiếc A-50 nữa. Đây là chiếc thứ hai sau hơn một tháng qua. Tác giả cho rằng đó là lý do tại sao Nga thường xuyên tuyên bố máy bay của chúng bị bắn nhầm bởi chính phòng không của chúng. Điều này đúng vì không phải một lần chúng bắn nhầm vào máy bay của mình. Trong cuộc chiến này, căn cứ vào những tuyên bố của Bộ Chỉ huy Nga thì tỷ lệ bắn nhầm lên đến 75%, thì các khách hàng mua vũ khí cần phải xem lại năng lực của món đồ, không lẽ là đồ giả. Và đây là hình cây cầu cross nói liền bán đảo Taman thuộc Nga và bán đảo cross thuộc Crimea. Tác giả dẫn công bố của Ukraine cho biết họ bắn bằng hệ thống phòng công S-200 cải tiến. Bắn bằng cái gì cũng được, Máy bay A-50 là một trong số những vũ khí thay đổi cuộc chơi của Nga trong cuộc chiến này. Radar nó vác theo giúp bọn chúng phát hiện hầu như bất kỳ vật thể nào trong bán kính 60 km. Xem hình thì có thể thấy, nó chính là thằng chỉ thị mục tiêu cho không quân Nga tấn công vào quân Ukraine dưới mặt đất. Để bù đắp cho việc thiếu radar, bọn Nga này bắt đầu triển khai A-50 để quét kính bầu trời. Tác giả bình luận, Hiện nay, số lượng máy bay A-50 trong kho của Nga đã giảm xuống còn 7 chiếc, và với tốc độ tiêu hao này, chúng sẽ hoàn toàn cạn kiệt loại radar bay này chỉ sau nửa năm nữa. Điều đáng nói là, Nga về cơ bản không thể sản xuất máy bay A-50 mới do lệnh trừng phạt. Cứ vậy đi, anh em Ukraine hạ được cái nào đồng đội đỡ chịu bơm lượng được một chút. Tác giả kết luận, cầu khết có thể bị đánh bằng bất cứ cách nào chẳng hạn một cái xà lan chở đầy thuốc nổ. Nhưng có lẽ dễ nhất là John mặt nước cỡ lớn, tốc độ cao, thứ công nghệ mà người Ukraine đã làm chủ được. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cầu khớt sẽ bị tấn công như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới